Xin chào các bạn, Hướng Dương Ngược Nắng, bộ phim truyền hình Việt hot nhất thời điểm hiện tại không chỉ được chú ý nhờ câu chuyện đấu đá giành giật cả trên thương trường lẫn tình trường mà còn sốt sình sịch bởi những màn phản ứng hóa học xuất sắc của dàn diễn viên. Trong phim có không ít những cặp đôi khiến khán giả phải chèo thuyền điên cuồng dù nhân vật của họ dường như không thể nào có một kết thúc đẹp. Sau đây là 5 cặp đôi được chèo thuyền cực mạnh ở Hướng Dương Ngược Nắng, tiếc ngẩn ngơ cho cặp Hồng Diễm Hồng Đăng. 1. Kiên Châu. Cặp đôi được chèo thuyền mạnh mẽ nhất Hướng Dương Ngược Nắng chính là Kiên Châu, không phải vì sở hữu một tình yêu đẹp. Kiên Châu được khán giả nhiệt tình ủng hộ từ đầu là bởi màn thể hiện của hai diễn viên Hồng Đăng Hồng Diễm. Đây là cặp đôi sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo nhất vũ trụ phim VTV khi đã có tới 6 lần yêu trên màn ảnh. Tuy nhiên, thuyền này khó lòng bền chặt khi mà Kiên ban đầu đến với Châu chỉ vì lợi ích cá nhân và hiện tại thì giữa họ có quá nhiều sự hiểu lầm. 2. Châu Phúc. Không có Kiên thì Châu còn Phúc Doãn Quốc Đam. Dù hiện tại mối quan hệ giữa Phúc và Châu vẫn giống hai đường thẳng không liên quan, nhưng nhiều khán giả vẫn chắc chắn giữa họ nhất định phải có một mối quan hệ đặc biệt nào đó khi mà nhà đài liên tục tung hit cho anh chị nhà. Phúc là một người thiện lương, không hề có liên quan gì đến ân oán Cao gia. Nếu anh ở bên Châu, chắc chắn đại tiểu thư họ Cao sẽ được hưởng một tình yêu trọn vẹn. 3. Minh Phúc. Bên cạnh một bộ phận khán giả thích Châu với Phúc, vẫn còn không ít người trung thành với thuyền Phúc Minh Thu Trang, vốn dĩ là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Phúc Minh vẫn luôn yêu thầm đối phương, nhưng khi tình yêu được nói ra thì có quá nhiều rào cản. Phúc sợ mình không xứng với Minh, lại còn lo bản thân có thể bị nhiễm HIV. Thành quyết định để mình và Minh chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em tốt. 4. Hoàng Minh. Không giống Phúc, Hoàng Việt Anh yêu là phải nói, và tình yêu của anh dành cho Minh thì luôn dồn dập được thể hiện bằng lời. Đây hẳn là cặp đôi mang đến nhiều tiếng cười nhất cho khán giả khi hai người liên tục kẻ khoang tính, người né tính và tự nhiên không mang lợi ích cá nhân vào chuyện tình cảm. 5. Chí Ngọc. Thoát hoàn toàn khỏi tranh đấu Cao gia, Chí, Đình Tú, Ngọc Quỳnh Côn là những cô cậu út mộng mơ, có chút lêu lổng và chẳng hề thích kinh doanh ngay từ đầu phim. Khi thân phận của Chí vẫn là một dấu hỏi, nhiều khán giả đã lập ra đủ thứ giả thuyết để biến Chí Ngọc trở thành người không cùng dòng máu thiện đường cho việc chèo thuyền. Và thời điểm hiện tại, cặp oan gia thực sự không phải anh em ruột, dĩ nhiên dân tình lại tiếp tục chèo thuyền nhiệt huyết. Để sáng tỏ được phim sẽ kết thúc như thế nào, cặp đôi nào có thể đến được với nhau, nhân vật nào sẽ có được hạnh phúc viên mãn. Mời quý vị tiếp tục theo dõi Hướng Dương Ngược Nắng phát sóng từ thứ 2 đến thứ 4 trên VTV3 lúc 21:30 hàng tuần. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.